cách một con sông mà đó thương đây nhớ, chung một nhịp cầu mà duyên nợ cách xa. Vâng thưa quý vị, vì anh đang đứng tại cây cầu Hiền Lương nối liền hai bờ sông Bến Hải, vĩ tuyến 17, những địa danh không thể nào quên trong lịch sử dân tộc Việt Nam, ghi dấu một giai đoạn lịch sử đất nước bị chia cắt hai miền Nam Bắc, nhưng cũng trở thành một biểu tượng lớn cho khát vọng hòa bình, thống nhất của dân tộc Việt Nam. Suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, có lẽ hiếm có cây cầu nào đặc biệt như Hiền Lương. Tháng 7 năm 1954, khi Hiệp định Geneva được ký kết, đất nước tạm thời chia đôi ở vĩ tuyến 17, cầu Hiền Lương với vị trí bắc qua đôi bờ sông Bến Hải đã trở thành điểm nối hai nửa non sông, chờ đến ngày tổng tuyển cử sẽ diễn ra sau đó chỉ 2 năm. Thế nhưng, với âm mưu xâm lược và chia cắt lâu dài đất nước ta, Mỹ đã khiến lời hẹn thề đoàn tụ của biết bao gia đình, khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước đã phải kéo dài, đằng đẵng tới hơn 20 năm trường. Tại nơi này, từ năm 1956 đến 1967, đã diễn ra cuộc chạy đua độc đáo nhằm giành ưu thế về chiều cao của cột cờ và chiều rộng của lá cờ. Với 11 lần bị kẻ thù đánh gãy cột bằng bom đạn, nhưng cột cờ này gãy xuống, cột cờ khác lại mọc lên. Lá cờ này rách, ta may vá lại hoặc thay mới bằng lá cờ khác. Vẫn luôn giữ cho màu cờ tổ quốc tung bay trên quê hương, vẫn hiên ngang trong lửa đạn như thách thức với quân thù. Tôi đã đến đây được 4 lần rồi, và lần này tôi muốn đưa các em học sinh của mình tại New Zealand tìm hiểu thực tế và trải nghiệm những bài học lịch sử ở Việt Nam. Tôi trân trọng những gì mà đất nước các bạn, người dân Việt Nam đã phải hy sinh mất mát để có thể giành được hòa bình. Tôi thật sự yêu quý nơi này, yêu quý những con người Việt Nam thân thiện, mến khách và luôn trân trọng những giá trị của lịch sử. Vâng thưa quý vị, chúng tôi thế hệ trẻ được sinh ra trong thời kỳ đất nước đã không còn chiến tranh, và ngày hôm nay cùng với đoàn đua cúp truyền hình được bước đi trên nhịp cầu trọn vẹn của cây cầu Hiền Lương này, càng trân quý thêm giá trị của hòa bình, của độc lập dân tộc, và cũng vô cùng biết ơn những thế hệ cha ông, những thế hệ đi trước đã ngã xuống, đã hy sinh để đất nước trọn niềm vui, non sông nối liền một dải. Một sự cảm ơn những câu chuyện được chia sẻ từ biên tập viên Việt Anh. Và 9 phút nữa thôi thì các tay đua cũng sẽ thi đấu qua cây cầu Hiền Lương này.